Những bậc cha mẹ thông minh thì thường nhẫn tâm với con trong ba việc này, và khi trưởng thành, con của các bạn sẽ phải vô cùng biết ơn. Một nhà giáo dục từng chia sẻ rằng tình yêu của cha mẹ là một mảnh đất nuôi dưỡng con cái, và chỉ trên cái mảnh đất này, con cái mới có thể trưởng thành mạnh mẽ và đối mặt với những thử thách cho tương lai. Tình yêu chất lượng cao sẽ giúp trẻ hưởng lợi suốt đời và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Vậy cha mẹ nhẫn tâm trong ba việc này, con cái sẽ ngày càng xuất sắc cho tương lai và xứng đáng để mọi bậc cha mẹ học hỏi. Đầu tiên, đó là sự nhẫn tâm để con được tự lập. Có một bộ phim ngắn dài 6 phút mang tên là Pepper đã được đoạt giải Oscar cho phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất tại lễ trao giải lần thứ 89. Trong bộ phim này, một chú chim nhỏ luôn quen ở trong tổ, chờ mẹ cho ăn, nhưng lần này mẹ của nó không thỏa mãn yêu cầu đó. Thay vào đó, chim mẹ khuyến khích nó ra bãi biển và hướng dẫn nó tìm sò qua những bong bóng nổi lên, dạy nó cách tự kiếm ăn. Bãi biển có sóng biển, nhưng chim mẹ đã nhẫn tâm để con lại một mình, cho nó học cách tự bảo vệ bằng cách che cát. Nhờ những cái lần buông tay của mẹ mà chú chim từ sợ hãi, lo lắng đã trở nên độc lập và dũng cảm. Động vật là vậy và con người cũng không có khác. Học cách buông tay trước hết là không làm thay. Một bà mẹ có thói quen làm việc nhà, trong khi cha của đứa trẻ thì thường xuyên đi công tác. Vì vậy, bà thường một mình chăm sóc con trai dẫn tới con phụ thuộc vào mẹ khá nhiều. Trong kỳ nghỉ hè và lớp 1, từ việc học đến sinh hoạt, con trai bà lúc nào cũng gọi mẹ, và điều này khiến cho bà rất khổ tâm và không thể tập trung làm việc. Sau đó, bà đã trao đổi với con và hai mẹ con đã ký vào một bản hiệp ước không gọi mẹ. Hiệp ước gồm 10 điều liên quan tới nhiều khía cạnh học tập và cuộc sống. Chẳng hạn như khi không biết viết chữ nào, có thể tra từ điển thay vì gọi mẹ. Khi không biết làm bài, hãy đọc nhiều lần, suy ngẫm thêm nhiều thay vì gọi mẹ. Sau khi thức dậy, tự rửa mặt, tự mở tủ, tìm quần áo thay vì gọi mẹ. Có thể thấy việc buông tay của bà mẹ không đơn giản là bỏ mặc con, mà là đưa ra những cái giải pháp cụ thể cho những thử thách mà con có thể gặp phải. Buông tay là đôi cánh cha mẹ tặng cho con trên hành trình trưởng thành. Chim ưng học cách bay là nhờ mẹ ưng đẩy con xuống vách đá ngay khi nó mới biết bò. Sư tử trở thành chúa tể vì mẹ của sư tử đuổi nó ra khỏi lãnh thổ khi nó vừa trưởng thành. Từ một đứa trẻ hoàn toàn dựa dẫm vào cha mẹ, trở thành một người lớn độc lập đều cần cha mẹ nhẫn tâm buông tay đúng lúc. Điều thứ hai đó là nhẫn tâm để con mắc lỗi. Với những đứa trẻ có bộ não chưa phát triển toàn diện, việc mắc lỗi dường như là một điều thường xuyên xảy ra. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta luôn lo lắng, sợ trẻ mắc lỗi, luôn mong con cái của mình làm mọi thứ đúng đắn. Các nhà thần kinh học đã thực hiện một nghiên cứu và họ mời một số người tham gia trả lời câu hỏi trực tiếp và sử dụng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ để theo dõi hoạt động của não. Và kết quả phân tích cho thấy khi trả lời sai, hoạt động não bộ mạnh mẽ hơn so với câu trả lời đúng. Điều này có nghĩa là gì? Khi trả lời sai, các kết nối thần kinh trong não bộ được củng cố và phát triển nhiều hơn. Và điều này có nghĩa là việc mắc lỗi là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển não bộ. Trẻ mắc lỗi không phải là một điều đáng sợ, cũng không có nghĩa là thất bại. Đối mặt với xử lý lỗi lầm đúng cách lại là cơ hội để trẻ trưởng thành nhanh chóng. Kestnerter từng nói rằng sai lầm là cái giá của sự trưởng thành, nhưng trưởng thành là kho báu vô giá. Là cha mẹ, chúng ta nên nhẫn tâm để con mắc lỗi và trân trọng mỗi cơ hội khi con mắc lỗi. Hãy để con học từ sai lầm và để mỗi một lỗi lầm là một bước đệm cho sự trưởng thành. Điều thứ ba, đó là nhẫn tâm cùng con kiên trì. Edison từng nói rằng trên con đường trưởng thành không có lối tắt và chỉ có sự kiên trì mới có thể đến đích. Một thành công không thể ngay lập tức mà đều cần sự kiên trì dài lâu. Đối với trẻ nhỏ, việc hình thành một thói quen tốt càng không thể thiếu sự kiên trì.
Thánh Augustine từng nói rằng đừng sợ đi chậm, chỉ cần bạn không dừng lại. Và điều này giống như nghiên cứu của các chuyên gia giáo dục Mỹ rằng không phải IQ quyết định tương lai của trẻ mà là sự kiên trì. Đối với trẻ, dù là một công việc hay một thói quen, kiên trì một ngày, hai ngày là dễ, một tháng, hai tháng cũng không khó, nhưng kiên trì một năm, hai năm hoặc hơn thì rất khó. Trong quá trình này, cách tốt nhất là cha mẹ hãy cùng con kiên trì từ việc thúc đẩy dần chuyển thành động lực tự thân. Nhiều khi cha mẹ kiên trì thì con cái mới không bỏ cuộc. Sinh con là một việc ngay cả một con gà mái cũng làm được, nhưng nuôi con lại là một chuyện khác. Mỗi một cha mẹ đều yêu thương con cái, nhưng yêu thương phải có ý nghĩa, có giá trị và có hành động. Nhiều khi sự mềm lòng là hại và sự nhẫn tâm mới là yêu. Tình yêu chất lượng cao cần có một chút nhẫn tâm. Nhẫn tâm buông tay để con vươn mình bay lên khỏi mặt đất bằng đôi cánh không phụ thuộc, tiến vào bầu trời độc lập. Nhẫn tâm là để con mắc lỗi, rèn luyện ý chí trong vùng vẫy của thất bại và bước trên con đường trưởng thành. Nhẫn tâm là cùng con kiên trì giúp con chuyển từ động lực bên ngoài sang động lực ở bên trong và tiến lên không ngừng. Tình yêu bắt nguồn từ bản năng sâu thẳm và còn là một môn nghệ thuật cần nghiên cứu sâu sắc. Hy vọng rằng chúng ta có thể không ngừng học hỏi để trở thành những bậc cha mẹ thông thái.